ở đây có về một chiếc xe rùa rất đẹp. Có chừng con số anh ơi. Con số anh còn quay láp mà. Nó quay luôn cái láp nè. Hình như đây nè. Đó. Nó quay cái láp kìa anh. Gì đây? Ôi, không biết rồi, đưa cho thằng lính nó làm anh ơi. Lính ơi, lính làm đi lính. Ồ, đúng là người đúng. Thôi cháu chạy thử coi cháu. Bên lên bên xuống cho chú coi coi. Bên lên cái này thùng này bằng bơm xích nè. Thùng này bao một luôn. Ê cỏ chân. Cỏ chân. Rất nhẹ nhàng. Cái này cái gì á? Cái láp đầu đít. À, còn này là mới là láp chạy nè. Láp đi láp ben. À, láp ben. Đây là động cơ. DHV. Đây là động cơ Vũ Văn Bự. Các bạn nào mà muốn mua thì mình sẽ để lại số điện thoại ở trên tiêu đề cho các bạn nha. Tại vì có đôi lúc bán giá rất cao nhưng mà có đôi lúc bán giá rất rẻ. Có nhiều khi sổ hàng thành thử ra không có nói giá ở đây. Các bạn nào mà quan tâm mà muốn mua thì hãy gọi điện. Gọi điện theo cái số mình ghi tiêu đề các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.